đăng chiếc bánh sinh nhật năm 18-20, cô gái khiến nhiều người cảm thấy trống trải khi nhìn chiếc bánh năm 21 tuổi. Năm 18 tuổi, cùng ông thổi nến mừng sinh nhật của cả hai người. Khi ấy, mái đầu bạc trắng của ông vẫn còn lưa thưa mấy sợi mỏng manh. Ông vẫn còn đủ hơi để thổi tắt đi một ngọn nến. Hai năm sau, năm 20 tuổi, tóc ông đã vắng đi nhiều, gần như không còn nữa. Cháu vẫn cùng ông thổi nến mừng sinh nhật của cả hai người. Thế nhưng hơi xót xa một chút khi ông chẳng còn hơi để thổi tắt ngọn nến nào. Ngọn nến sinh nhật năm ấy vẫn cháy nhưng ngọn đèn của ông đã dần đi đến điểm cạn dầu. Rồi thêm một cái sinh nhật nữa lại đến, nhưng chỉ còn mỗi một mình cháu thổi nến chúc mừng sinh nhật cho cả hai người. Ngọn đèn của ông đã tắt và ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của ông cũng đã được cất gọn đi. Ông ra đi trong bình an và niềm vui được ở bên con cháu để tận hưởng trọn vẹn những năm tháng cuối đời. Hãy lắng nghe, quan tâm và trao yêu thương đến những người thân trong gia đình khi còn có thể. Đừng để đến khi họ bước những bước cuối cùng của cuộc đời, chúng ta mới bàng hoàng tiếc nuối nhận ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.